Sau bao thời gian chờ đợi, Mitsubishi Xpander đã chính thức cập cảng Hải Phòng. Đây là phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ, những nâng cấp mới của Xpander 2022 có thực sự làm hài lòng sự chờ đợi của khách hàng. Sau loạt ảnh lộ diện tại cảng được chia sẻ rộng rãi, Mitsubishi Xpander 2022 mới đây lại được bắt gặp lăn bánh trên đường phố Hà Nội với biển số tạm của tỉnh Đồng Nai. So với chiếc xe nằm tại cảng, chiếc Mitsubishi Xpander 2022 xuất hiện lần này được che kín logo, có vẻ như để tránh sự tò mò của người đi đường. Hiện chưa rõ đây là bản nhập khẩu hay lắp ráp trong nước. Nhiều khả năng, chiếc Mitsubishi Xpander 2022 được bắt gặp lăn bánh với biển số tạm là phiên bản cao cấp với hộp số tự động. Phiên bản mới 2022 hiện đang được đồn đoán sẽ được bán ra với mức giá 655 triệu đồng. Với những nâng cấp rất đáng để chờ đợi, liệu Mitsubishi có bán ra thị trường với mức giá trên? Những nâng cấp đáng chú ý trên Xpander 2022. Ngoại thất được tinh chỉnh với đèn pha tạo hình mới kiểu chữ T, đèn hậu LED được tinh chỉnh nhẹ. La răng nâng cấp lên 17 inch 2 tông màu lưỡi liềm thiết kế mới. Khoảng sáng gầm xe tăng thêm 5mm lên 225mm, thân hình lớn hơn. Vô lăng thiết kế mới bắt mắt hơn, màn hình giải trí trung tâm lớn hơn. Phanh tay điện tử, bên cạnh là tính năng giữ phanh tự động Auto Hold. Sử dụng hộp số CVT thay thế hộp số tự động 4 cấp. Nâng cấp hệ thống treo và hệ thống giảm sóc. Dù chỉ là bản nâng cấp giữa dòng đời facelift, nhưng Xpander 2022 đã có nhiều thay đổi ấn tượng mang đến trải nghiệm mới mẻ, tiện nghi hơn.